để khẳng định mình. Thầy chào các em. Tiếp tục với bài 16, hệ tuần hoàn phần 2. Hôm trước chúng ta đã học về tuần hoàn hở, tuần hoàn kín. Các em còn nhớ nữa không? Ở bài 15 chúng ta hôm trước đã học đấy. Tuần hoàn hở là tuần hoàn mà chưa có mao mạch. Còn tuần hoàn kín là tuần hoàn đã có mao mạch. Còn đã là tuần hoàn thì bao giờ cũng phải có tim, phải có hệ mạch và phải có dịch tuần hoàn. Tất nhiên trong hệ mạch thì có một loại là hệ mạch chỉ có động mạch và tĩnh mạch. Đó là tuần hoàn hở, chưa có mao mạch. Còn tuần hoàn kín thì có động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Có đầy đủ như vậy. Và đây là tuần hoàn phần 2, là chúng ta đi sâu vào tuần hoàn của người. Đi sâu vào hoạt động của tim và hoạt động của hệ mạch ở người. Ta nhìn thấy đây. Đây là mô tả về tim của người bình thường. Tim co bóp, đẩy máu đi. Đây là cánh tay đây. Cái nơi mà chúng ta thường là đo huyết áp là đo đây. Khi máu chảy trong mạch thì nó tác động lên thành mạch tạo ra huyết áp. Cho nên các em biết rằng là tuần hoàn của người thì tim đập đẩy máu đi. Và người ta đo cái lực này bằng đo huyết áp. Huyết áp quá thấp hoặc quá cao là những biểu hiện về bệnh trong cơ thể. Đó là chỉ số thông thường để người ta kiểm tra khi chúng ta đến khám bệnh hoặc chúng ta đo sức khỏe định kỳ. Thứ nhất là hoạt động của tim thì tim có tính tự động. Bản thân tim này này, nó tự động phát nhịp để tự động làm việc. Không ai bảo nó dừng. Cơ thể chúng ta nào chúng ta muốn nó dừng cũng không dừng được. Mà nó có tính tự động của nó. Cho nên là hoạt động của tim là có tính tự động. Ta nhìn thấy đây. Tính tự động của nó nhờ cái nút xoang nhĩ. Đây là nút xoang nhĩ đây. Và đây là nút nhĩ thất. Nút xoang nhĩ phát xung thần kinh đến nút nhĩ thất và đến tâm nhĩ, làm cho tâm nhĩ co. Rồi nút nhĩ thất này lại lan truyền xung thần kinh đến bó hích. Bó hích và đến màng buốc kinh dơ để làm cho tâm thất co. Tâm nhĩ ở phía trên, tâm thất ở phía dưới. Cho nên là tính tự động của tim ở đây đó là ta nhìn thấy đây. Tính tự động của tim ở đây đó là do hệ thống nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó hích, mạng buốc kinh của tim hoạt động tạo ra tính tự động của tim. Như vậy, tính tự động của tim phải bắt nguồn từ hệ dẫn truyền tim. Tim có tính tự động là nhờ hệ dẫn truyền tim. Hệ dẫn truyền ở trên tim. Hệ dẫn truyền tim gồm có nút xoang nhĩ. Đây, nút xoang nhĩ. Nút xoang nhĩ là trung tâm để phát nhịp. Sau đó truyền nhịp đến nút nhĩ thất. Và nút nhĩ thất này truyền đến bó hích. Và đến màng buốc kinh. Bó hích và mạng buốc kinh này là tên riêng bởi vì do các nhà khoa học phát hiện ra. Tên của nhà khoa học đặt thật ra. Vì điều này cho nên nếu nút xoang nhĩ này ngừng phát nhịp thì tim sẽ ngừng đập.
quan trọng như vậy các em ạ. Nếu nút xoang nhì ngừng phát nhịp thì tim ngừng đập. Tim sẽ ngừng đập, cho nên là với những người bị ngừng tim, người ta phải hô hấp nhân tạo bằng cách người ta đè lên nút xoang nhì. Tim nằm ở bên trái của chúng ta, phải dùng hai bàn tay này đè lên theo nhịp đập của tim, đè lên nút xoang nhì, đè lên cái đỉnh tim bên trái này để hy vọng rằng là khởi động lại cái nút xoang nhì. Tim ngừng đập là do nút xoang nhì ngừng phát nhịp, cho nên người ta phải khởi động cái nút xoang nhì này. Đấy là cái tính tự động của tim do nút xoang nhì, do hệ dẫn truyền tim. Thứ hai là chu kỳ hoạt động của tim. Chúng ta thấy đây, chu kỳ của tim thì bắt nguồn từ nút xoang nhì. Nút xoang nhì phát nhịp thì tim nhì co đến tim thất co đến pha giảm chung, cho nên là tạo ra tính chu kỳ. Ta nhìn thấy đây, chu kỳ đây, tâm nhì co kéo dài 0.1 giây, tâm thất co kéo dài 0.3 giây, pha giảm chung kéo dài 0.4 giây. Trên tính tự động của tim nó gắn liền với tính chu kỳ của tim. Tính chu kỳ của tim bao giờ cũng bắt đầu từ nhì co là 0.1 giây. Ta nhìn thấy đây, thất co là 0.3 giây và giảm chung là 0.4 giây. Cho nên là tính tự động của tim gồm có 3 pha. Một chu kỳ tim là có 3 pha. Một chu kỳ như vậy 3 pha. Tâm nhì co, tâm thất co và pha giảm chung. Tâm ở người bình thường, ở người bình thường tâm nhì co này thường là 0.1 giây. Ở người bình thường nhé, tâm thất co này là 0.3 giây và giảm chung này là 0.4 giây. Và cứ như vậy, nhì co, thất co rồi giảm chung. Đây ta nhìn thấy đây, tâm nút xoang nhì phát nhịp truyền đến nút nhì thất và tâm nhì, làm cho tâm nhì co trước. Sau đó nút nhì thất lan truyền đến bó hít mạng quốc kinh làm cho tâm thất co. Như vậy tâm nhì co đẩy máu xuống tâm thất, tâm thất co đẩy máu vào động mạch, sau đó là pha giảm chung. Thời gian tâm nhì co là 0.1 giây, thời gian tâm thất co là 0.3 giây và thời gian giảm chung là 0.4 giây. Tổng thời gian của một chu kỳ tim ở người trưởng thành là 0.8 giây. Nhì co, thất co, giảm chung, rồi là nhì co, thất co, giảm chung, rồi là nhì co, thất co, giảm chung. Cứ thế là các chu kỳ. Chu kỳ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Chúng ta xem một số cái nhịp tim ở một số loài động vật, một số loài thú. Các em nhìn thấy này, ở voi thì khoảng 25 đến 40 lần trong một phút, tức là mỗi phút là có 25 đến 40 nhịp. Ở ngựa thì 30 đến 45 lần. Như vậy ở ngựa thì nhiều hơn. Ở trâu thì là nhiều hơn nữa. Ở bò là nhiều hơn. Ở lợn là nhiều hơn. Ở cừu dê là nhiều hơn nữa. Như vậy là kích thước cơ thể càng nhỏ dần thì nhịp tim càng tăng dần. Mà nhịp tim tăng này là do nút xoang nhì. Cái số lần phát nhịp của nút xoang nhì, một phút mà nút xoang nhì phát nhịp 40 lần thì tim phải đập 40 lần.
40 chu kỳ. Như vậy ta nhìn thấy là kích thước cơ thể càng nhỏ thì nhịp tim càng tăng, kích thước cơ thể càng lớn thì nhịp tim càng chậm. Như vậy tỷ lệ giữa nhịp tim và kích thước cơ thể đó là ở thú kích thước cơ thể tỷ lệ nghịch với nhịp tim. Kích thước cơ thể càng lớn thì nhịp tim càng chậm. Ở người cũng vậy, trẻ con thì có nhịp tim nhanh hơn người lớn, càng lớn tuổi bao nhiêu thì nhịp tim càng chậm dần. Thông thường như vậy, đấy là nhìn chung nhé. Còn những người bị bệnh tim thì không có bàn rồi. Cho nên là lợn thì nhỏ hơn bò, nhịp tim lại cao hơn. Cừu dê lại nhỏ hơn lợn, lại nhịp tim lại cao hơn nữa. Cho nên là kích thước cơ thể càng lớn thì nhịp tim càng chậm. Kích thước cơ thể càng bé, nhịp tim càng nhanh. Do tim nhỏ, kích thước cơ thể lớn thì tim có kích thước nhỏ. Cho nên công suất tim lớn, nhịp tim chậm, không cần đủ lớn. Vân vân. Đấy là chúng ta đi sâu vào nhá. Bây giờ chúng ta sang nghiên cứu mục 4 lớn là hoạt động của hệ mạch. Tim và hệ mạch mà. Tim thì chúng ta biết rằng là có tính chu kỳ và có tính tự động. Còn hệ mạch thì chúng ta biết rằng là có động mạch, tĩnh mạch, mao mạch. Mạch, hệ mạch liên quan tới huyết áp và vận tốc máu. Thứ nhất là cấu trúc của hệ mạch, ta nhìn thấy đây. Có 3 loại hệ mạch. Động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Có 3 loại hệ mạch. Tuần hoàn hở thì không có mao mạch, nhưng chúng ta không bàn ở đây. Chúng ta chỉ bàn ở người và các loài có tuần hoàn kín thôi. Thì có động mạch, có tĩnh mạch, có mao mạch. Đây, động mạch thì có rất nhiều lớp tế bào. Tĩnh mạch cũng vậy, còn mao mạch thì thường là mỏng, chỉ có một vài lớp tế bào thôi. Ở tận cùng của mao mạch thì chỉ có một lớp tế bào rất mỏng để thực hiện trao đổi chất giữa máu với tế bào. Như vậy cấu trúc của hệ mạch thì có 3 loại hệ mạch, đó là động mạch, mao mạch, tĩnh mạch. Như vậy về cấu trúc của hệ mạch, chúng ta nhớ cho thầy rằng một điều này. Ở cấu trúc của hệ mạch thì động mạch là đầy máu. Động mạch đó là động mạch được gọi là động là vì tim bơm máu vào động mạch. Đấy, tim bơm máu vào động mạch. Vì tim bơm máu vào động mạch cho nên động mạch bao giờ cũng có khả năng chuyển động. Do tim đập, máu chảy với áp lực lớn làm cho động mạch này có biểu hiện chuyển động. Nó không đứng yên, nó đồng đậy. Tim đập, máu đẩy máu vào với áp lực lớn làm cho mạch ở động mạch là không đứng yên, gọi là động mạch chuyển động, không đứng yên. Còn mao mạch là nơi trao đổi chất giữa máu với tế bào. Cho nên mao mạch phải rất mỏng, thành mao mạch rất mỏng để dễ dàng trao đổi chất. Và thành phần thứ ba là tĩnh mạch. Tĩnh mạch sẽ đưa máu về tim.
máu sẽ từ tim bơm vào động mạch, chảy qua mao mạch rồi qua tĩnh mạch để về tim. Tĩnh mạch sẽ gom máu về tim. Và huyết áp chúng ta nhìn thấy đây, khi tim bơm đẩy máu vào động mạch thì máu sẽ tác động lên thành mạch, tạo ra một cái áp lực gọi là huyết áp. Như vậy huyết áp là gì? Là áp lực của máu lên thành mạch, là áp lực của máu lên thành mạch. Áp lực của máu lên thành mạch gọi là huyết áp. Gọi là huyết áp. Huyết áp thì lúc tim co thì huyết áp đạt cực đại gọi là huyết áp tối đa. Lúc tim không co gọi là huyết áp tối thiểu. Áp lực của máu lên thành mạch. Và chúng ta biết rằng là dựa vào huyết áp để dự đoán trạng thái sức khỏe của cơ thể. Huyết áp quá cao người ta có thể dự đoán được các cái trạng thái về tim mạch. Huyết áp thấp có thể dự đoán trạng thái tim mạch. Cho nên có thể dự đoán về trạng thái về sức khỏe. Cho nên là khi đi thăm khám ở bệnh viện bao giờ người ta cũng đo huyết áp. Đo huyết áp là việc đầu tiên. Chỉ số huyết áp. Khi tim co thì gọi là huyết áp tối đa. Ở người bình thường huyết áp tối đa thường là khoảng 120, người bình thường. Còn người bị bệnh cao huyết áp thì có thể lên 170, 180, có thể lên 200, 210. Đấy là những người có huyết áp rất cao. Khi tim co huyết áp trương lên, mạch máu đây. Cho nên ta chú ý rằng là huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch, và huyết áp phụ thuộc, huyết áp cao hay thấp là phụ thuộc vào 3 thành phần. Thứ nhất phụ thuộc vào tim, lực đẩy máu của tim. Tim đập nhanh, đập mạnh thì huyết áp tăng. Cho nên khi chúng ta chạy, chúng ta vận động chạy thì huyết áp tăng. Chúng ta ngồi một chỗ thì huyết áp giảm. Chúng ta lo lắng thì huyết áp tăng, là tim đập nhanh. Thứ hai là phụ thuộc vào độ đàn hồi của mạch máu. Nếu thành mạch máu có độ đàn hồi tốt thì khi tim đập đầy máu thì đàn hồi tốt thì huyết áp không quá cao. Nhưng nếu thành mạch bị sơ cứng thì huyết áp tăng, không đàn hồi được, thì lực tác động lên thành mạch là lớn, huyết áp tăng. Và thứ ba là huyết áp phụ thuộc vào thể tích của máu. Và độ đặc quánh của máu. Độ đặc quánh của máu. Cho nên là khi chúng ta bị chảy máu, bị mất máu, bị chảy máu thì huyết áp giảm. Do chảy máu thì thể tích máu giảm thì huyết áp giảm. Cho nên huyết áp phụ thuộc ba cái đó. Cho nên khi chúng ta lo lắng là tim đập nhanh, khi chúng ta vận động tim đập nhanh, khi chúng ta khiêng vật nặng là tim đập nhanh, những trường hợp đấy huyết áp tăng. Khi chúng ta ăn mặn thì thể tích máu tăng thì huyết áp tăng. Khi tuổi già huyết áp tăng là vì tuổi già thì thành mạch bị sơ cứng, huyết áp tăng. Người bị béo phì thành mạch bị cholesterol bám vào nhiều, thành mạch bị sơ cứng dẫn tới huyết áp tăng. Đấy là những trường hợp huyết áp tăng nhé. Và sau chúng ta nghiên cứu về hệ mạch, chúng ta nghiên cứu về vận tốc máu. Vận tốc máu, cái vận tốc máu các em chú ý này, khi tim đập
tim đập, máu sẽ chảy với vận tốc thế nào? Thì các em thấy cái hình vẽ đây, ba đồ thị màu vàng liền này là huyết áp, đồ thị chấm chấm này là tiết diện các mạch máu, và đồ thị chấm chấm màu trắng này là vận tốc máu. Thì các em nhìn thấy này, nhìn thấy nhá, đây là động mạch, khúc này là động mạch này, khúc này là mao mạch này, còn khúc này là tĩnh mạch này. Thì khi xét về vận tốc máu thì vận tốc máu là cao nhất ở động mạch, động mạch cao nhất, sau đó giảm dần giảm dần giảm dần, đến mao mạch thì vận tốc máu là thấp nhất. Ở mao mạch có rất nhiều mao mạch phân tán nhỏ lẻ cho nên vận tốc máu rất chậm. Vận tốc máu rất chậm như vậy tạo điều kiện thuận lợi để máu trao đổi chất với tế bào, và sau đó trở về tĩnh mạch thì đi nhanh hơn để về với tim. Cái này giống như chúng ta đi bán hàng ở nhà, đi đi tốc độ rất nhanh, khi gần đến nơi bán chúng ta đi chậm lại, và tại nơi bán là ở chợ hoặc ở nơi ngã ba đường vân vân, chỗ nào mình đứng bán hàng đấy thì mình đứng lại ở đấy bán rất chậm, đứng lại một chỗ rất chậm, đúng chưa? Bán hết hàng thì chúng ta đi về, đi về phải đi nhanh để về chứ, nó lại đi chậm như vậy à, về để tiếp tục chuyến hàng thứ hai. Cho nên là khi đi đầu tiên là đi nhanh ở động mạch, đi nhanh đến tĩnh mạch, đến mao mạch đi rất chậm để trao đổi chất, đến tĩnh mạch thì đi nhanh hơn. Tại sao lại như vậy? Là vì tổng tiết diện của mạch máu ở động mạch tổng tiết diện ít, động mạch có kích thước lớn nhưng mà số động mạch ít cho nên tổng tiết diện là ít. Còn ở mao mạch mặc dù có kích thước nhỏ nhưng có hàng tỷ mao mạch, cộng toàn bộ mao mạch lại thì tổng tiết diện của mao mạch là lớn, cho nên vận tốc máu ở đây là lớn, à, vận tốc máu ở đây là bé, do tổng tiết diện quá lớn cho nên máu chảy rất chậm. Chuyển sang mao mạch, chuyển sang tĩnh mạch thì tổng tiết diện lại giảm đi, vận tốc máu tăng lên. Giống như chúng ta có một dòng sông, có một dòng sông, một dòng sông mà nếu mà tổng tiết diện bé thì chảy rất nhanh. Dòng sông thì ở thác, ở trên đỉnh đỉnh sông là thượng nguồn là thác, chảy rất rất nhanh là vì thác là tổng tiết diện bé, nhưng khi chảy về phía dưới này là có các kích thước lớn, thì dòng sông ở vùng nào có kích thước lớn thì chúng ta nhìn thấy là gần như không chảy, nước rất chậm, nước gần như là dừng, vẫn chảy nhưng chảy với tốc độ rất chậm. Còn sau đó đi vào các cái nhánh nhỏ thì nó lại chạy nhanh hơn. Tức là tổng tiết diện càng bé thì tốc độ càng nhanh. Tổng tiết diện càng lớn thì tốc độ càng chậm. Còn huyết áp thì phụ thuộc với tim. Ở gần tim huyết áp đạt cực đại, càng xa tim huyết áp càng giảm dần. Càng xa tim huyết áp càng giảm dần. Đấy. Huyết áp là phụ thuộc vào tim như vậy. Như vậy về cái này chúng ta cần chú ý thầy một số điều như sau. Thứ nhất là huyết áp là cao nhất ở động mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch. Ở tĩnh mạch là thấp nhất. Cho nên huyết càng xa tim thì huyết áp càng giảm dần. Vì tim đẩy máu và làm cho máu có huyết áp. Cho nên càng xa tim thì lực đẩy càng chậm dần. Còn tổng tiết diện đây, chấm chấm đây, thì tổng tiết diện là lớn nhất ở mao mạch. Chúng ta có là mao mạch có tổng tiết diện lớn nhất.
tổng tiết diện toàn bộ quắc mao mạch lớn nhất. Nên có vận tốc máu bé nhất. Vận tốc máu là bé nhất. Mau mạch. Như vậy hai điều cần nhớ là huyết áp cao nhất ở động mạch, giảm dần ở mau mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch. Còn vận tiết diện và vận tốc máu thì mau mạch có tổng tiết diện lớn nhất, nên mau mạch có vận tốc máu là bé nhất. Đây là điều cần chú ý nhé. Đồ thị này cần phải nắm vững để chúng ta vận dụng trong các cái trả lời câu hỏi liên quan đến ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Đấy là cái bài hôm nay chúng ta học về huyết áp, vận tốc máu và tim. Các em nhớ thầy rằng là tim là rất quan trọng. Tim ngừng đập, cơ thể phải chết. Tim đập hay không đập là do nút xoang nhĩ phát nhịp. Nút xoang nhĩ phát nhịp làm cho tim đập. Nút xoang nhĩ truyền thông tin đến nút nhĩ thất, đến bõ huyết, đến mạng phổi kinh dơ. Nút xoang nhĩ phát nhịp nhanh thì tim đập nhanh. Cho nên khi chúng ta gặp người yêu, ôi anh em đấy, gặp người yêu thì tim đập nhanh. Vì sao? Là vì hệ thần kinh não bộ chúng ta điều khiển làm cho nút xoang nhĩ đập nhanh hơn bình thường, dẫn tới tim đập nhanh. Hồi hộp lo âu, hồi hộp nghe bảo là chuẩn bị được thưởng. Xin mời anh Nguyễn Văn A, xin mời bạn Nguyễn Văn A đạt thủ khoa toàn quốc 30 điểm, toán hóa sinh 30 điểm, lên nhận thưởng. Thế là hồi hộp, rung, tim đập quá nhanh. Đấy, cho nên tim đập nhanh hay đập chậm là do nút xoang nhĩ phát nhịp. Mà nút xoang nhĩ chịu sự chi phối của thần kinh trung ương. Còn huyết áp thì phụ thuộc vào vận. Huyết áp phụ thuộc vào tốc độ của tim, phụ thuộc vào thể tích máu và phụ thuộc vào độ đàn hồi của thành mạch. Và ba đường đồ thị, vận tốc máu, tiết diện mạch và huyết áp là ta nhớ hình này. Đấy, ta lưu ý nhé. Bài học hôm nay tạm dừng ở đây. Xin mời các em nghiên cứu kỹ và buổi tới chúng ta phải học về cân bằng nội môi. Đấy là bài rất quan trọng để liên quan tới điều hòa trong cơ thể. Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.